Trước khi xem, các bạn hãy bỏ ra một giây để ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi những tập mới trên kênh nhé. Chúc các bạn xem vui vẻ. Vãi trưởng, chưa tới 3 tháng, Cường ca đã đến bình cảnh kỳ của tuyệt cảnh đỉnh phong rồi. Ở đây loạn quá, không có cách nào dừng chân, chúng ta sang bên cạnh nói chuyện. Nhà bên cạnh, phòng hội nghị. Xin lỗi. Bản vẽ quá tinh diệu, có quá nhiều thứ chúng ta không thể hiểu được. Còn có rất nhiều linh kiện quá tinh xảo, rèn bằng búa hơi thủy lực không rèn ra được, phải dựa vào nhân công để mài giũa. Muốn hiểu thấu kỹ thuật phía trên phải cần một vài ngày nữa. Muốn dựa vào kỹ thuật hiện tại để tạo ra vũ khí cấp truyền thuyết vẫn là còn quá khó đối với Cường ca rồi. Ha ha ha, Cường ca đùa rồi, huynh cứ từ từ làm đi. Cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể nói. Lần này ta đến là muốn xem vũ khí mới Tử Long nói là gì. Ồ, thứ mới. Thứ này là một gà mờ. Uy lực mặc dù không nhỏ, nhưng còn lém hơn rất nhiều so với cung mạnh, hơn nữa bước xạ kích cũng rườm rà. Đại đương gia, người xem đi. Đây là... Tra tin tức. Đại sư thợ rèn thủ tịch chia sẻ với ngươi, vũ khí cấp tuyệt thế có đem theo khiếm khuyết. Súng. Thì ra trình độ công nghiệp của trại Cáp Mô có thể nghiên cứu ra súng rồi ư. Nhưng mà cũng gần giống như vậy. Sơn trại vốn dĩ có cơ sở hỏa pháo, sau đó hắn bị bản đồ thức tỉnh lập tức nghĩ đến thu nhỏ hỏa pháo, làm ra súng. Năng lực học một biết 10 này đúng là quá mạnh rồi. Tốc độ bắn, tầm bắn, tinh đồ đều là nhược điểm, chỉ có uy lực là ưu thế. Hơn nữa còn phải tạo ra đạn dược thích hợp. Nòng súng cũng không bền, bắn một lần lòng súng vô cùng nóng tay, bắn vài lần thì có rủi ro bị lòng súng ngộ thương. Nói cho cùng, vẫn là học nghệ của ta không tinh thông. Hu hu hu, Cường ca, ha ha ha, Cường ca tốt của ta. Thứ này không phải là gà mờ đâu, vũ trang có thể để bách tính hình thành chiến lực là đủ rồi. Nào, ta đến giúp ngươi nghiên cứu. Nếu như súng đã ra đời, vậy thì dứt khoát nhảy qua súng bắn cửa, súng châm lửa. Trực tiếp nghiên cứu thôi. Nào, Cường ca, chúng ta hãy nghiên cứu một chút, trước tiên không suy nghĩ đến sản lượng, tạo một cái có thể dùng được. Ví dụ như nói chúng ta trước tiên không theo đuổi ống thép không kẻ hở, có thể dùng đúc để rèn. Hoặc là tạo ra một khuôn đúc đục lỗ, dùng phương thức đục lỗ rèn ra một ống súng không có kẽ hở loại nhỏ, cũng không cần phải quan tâm rãnh lòng súng, trước tiên hãy làm một súng không có lòng xoắn. Hoặc là chúng ta rèn ống thép sắt, sau đó sẽ dùng thép mềm chế tạo vòng sắt. Tăng nóng, lắp từng khối một cho đến khi lắp đầy, tăng nóng rèn gia cố. Làm như vậy, rồi sau đó như vậy. Bíp, cập nhật tiến độ nhiệm vụ, nghệ thuật lấp lánh, tiến độ hiện tại 80%. Đang còn nghiên cứu vũ khí hỏa dược, súng hỏa mai. Nào nào nào, Tử Long. Ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là thuật bán súng. Mấy ngày này Mục Trường Canh lấy được sự hỗ trợ toàn lực của Ngưu Nựu. Rất nhiều linh kiện dùng sức lực của người là không thể rèn được, đã bị Ngưu Nựu khống chế sức mạnh một cách tỉ mỉ để mài ra trình độ thích hợp. Mặc dù còn xa vẫn chưa đạt đến trình độ cỗ máy, nhưng nếu như so với các thợ rèn lấy chùy sắt ra từ từ đập còn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu nha đầu này thật đúng là lợi hại. Cách buổi lễ xây dựng quốc gia còn lại nửa tháng. Đại Lôi, ta cũng lên quay về rồi, nhớ quay về sớm nhé. Đừng bỏ qua buổi lễ xây dựng quốc gia nửa tháng sau. Khi Trình Đại Lôi nghiên cứu, Cường ca không ngừng nghĩ ra các loại vấn đề và ý tưởng mới. Trình Đại Lôi biết rõ lúc này xem kiến thức của trận đấu rèn đa là không dạy được cho Cường ca. Mọi người xem đến đây xin hãy ấn đăng ký kênh, ấn like và để lại bình luận tương tác với chúng mình để theo dõi những tập mới nhất khi ra nhé. Chỉ có thể đổi một đống sách có liên quan đến kỹ thuật rèn. Má ơi,
mất máu nhiều quá. Giá trị sợ hãi đã giảm hàng trăm triệu. Từ từ nghiên cứu, có vấn đề gì không hiểu thử cứ hỏi ta.